Long Sơn, xã đảo nằm ở phía bắc thành phố Vũng Tàu xinh đẹp, hiền hòa, với hình sông thế núi uốn lượn bao quanh nhánh sông Chà Và, sông Dinh và sông Trạng. Hòa mình với dòng chảy ra biển, đảo Long Sơn, nơi đây ẩn chứa nhiều nét văn hóa độc đáo, dấu ấn của vùng Nam Bộ xưa. Về đây người ta không khỏi cảm phục trước cảnh đẹp của thiên nhiên, sự hiếu khách dễ mến của người dân. Được thiên nhiên ưu đãi, đảo Long Sơn là nguồn cung cấp hải sản dồi dào, tươi sống của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và từ đó nuôi trồng hải sản trên các lồng bè, trở thành một trong những nghề chính của dân đảo. Nuôi hải sản trên sông không chỉ mang lại giá trị kinh tế cho người dân địa phương, mà vẻ đẹp dung dị, yên bình của làng bè cũng mang đến một diện mạo rất riêng cho xã đảo. Hướng tới mục tiêu xúc tiến các dịch vụ du lịch trên làng bè nhằm quảng bá nét văn hóa đậm đà bản sắc đến với du khách trong nước và quốc tế. Thực hiện cái chủ trương mà quy hoạch cái khu nuôi trồng thủy sản làng bè trên sông, tới thời điểm này thì có 8 tiểu khu với 285 hộ dân. Định hướng tới thì nhìn chung là cái vùng quy hoạch nó đã đầy đủ rồi, mong rằng là các hộ dân trên đó phải làm sao để đảm bảo an toàn vệ sinh, tránh ví dụ như sản lượng từ con giống cũng như thức ăn, và đảm bảo vệ sinh không có ảnh hưởng đến nguồn nước để mà nuôi trồng thủy sản trên cái vùng quy hoạch này. Ngang qua cây cầu Chà Và nối đảo Long Sơn và thành phố Vũng Tàu, hiện ra trước mắt là những ngôi nhà nổi trên mặt nước xanh ngọc, tạo nên một vẻ bình yên. Từ trên cao nhìn xuống hay từ phía xa nhìn lại, các nhà bè có kết cấu tương tự nhau, nằm san sát, đan xen là những mảng xanh lục bình trôi lững lờ. Khung cảnh làng bè thật bình dị, đơn sơ giữa không gian của mây trời. Làng bè Long Sơn nằm trải dài từ khu vực sông Chà Và, sông Rạng đến khu vực sông Dinh, đoạn từ cầu Gò Găng đến cầu Cỏ Mây. Điểm đặc biệt của làng bè là những căn nhà nép gần nhau, phía dưới là thùng phi rỗng giúp nhà nổi trên mặt nước. Bè tận dụng dòng nước chảy tự nhiên từ sông để tạo môi trường tự nhiên nuôi các loài hải sản. Cuộc sống của những người dân nơi đây cũng xoay quanh với nghề, đã nuôi sống bao thế hệ người dân làng bè. Từ sáng sớm, một không khí vui vẻ nhộn nhịp khi nhiều thương lái ra vào bến lấy hải sản. Nhịp sống người dân trên làng bè bắt đầu như thế. Những chiếc xuồng, chiếc ghe nhỏ nổi vào lướt trên mặt sông. Tiếng ghe, tiếng sóng hòa quyện cùng làn gió mát lành của buổi sớm mai. Khung cảnh làng bè êm ả, những ngôi nhà cổ nhỏ xinh, cây nước, cây tràm xanh ngắt in trên mặt nước đẹp như một bức tranh sơn thủy hữu tình. Khác với sự náo nhiệt sầm uất đô hội của phố biển. Ở làng bè Long Sơn, người dân bình dị, bộc mạc, giản đơn. Làn gió thoảng qua làm sóng nước gợn nhẹ, đủ để cảm nhận được cái mặn mòi của biển cả, khiến thời gian chậm rãi, thư thái. Dạ, chào anh Sang. Khi mà nhắc tới vẻ đẹp của làng bè thì người ta sẽ luôn luôn nhớ tới làng bè Long Sơn với những cái món ăn hải sản rất là tươi ngon, và người ta ít biết về những cái cuộc sống của người dân trên này. Thì anh có thể chia sẻ những điều thú vị xoay quanh cái cuộc sống của người dân ở trên làng bè được không ạ? Ở đây thì không khí thì khỏe lắm, mát mẻ là một, là ở trong nhà nó khó chịu lắm. Tuy là ra đây có việc thì làm, còn không có cũng ngồi chơi vậy, đi vòng vòng vậy. Sáng trong chợ mình ra vậy, ví dụ mình mua rau rồi cũng có chiếc ghe này đi ra đi vô. Còn vòng vòng sớm đây thì có chiếc xuồng nhỏ kìa, chèo đi thôi. Vậy như bên đây người ta cũng nuôi hào vậy đó, thì người ta cũng ra y chang mình thôi. Người ta buộc con giống, người ta ra con giống, rồi tới chờ tới ngày thu hoạch, rồi đi thăm hàng ngày vậy đó. Rồi thấy chỗ nào hư hao thì sửa chữa. Thì sáng trung bình là cỡ chừng 7 giờ mình ra, thì có bữa nào mình lấy hào sớm thì có thể 6 giờ mình đã lấy cho người ta. Còn cái bữa nào không có lấy hào, không có làm gì á, thì có thể là trễ một tí xíu.
thì cũng là cũng làm lặt vặt vậy thôi, thì lấy hàu giống ra hàu giống, rồi chiết hàu ra hàu hàng ngày vậy ha, ngày nào cũng phải làm vậy. Dạ vâng, anh thấy rằng là ngoài cái việc mà các cái mô hình nuôi trồng thì trên cái dòng sông này mọi người còn làm những nghề gì khác nữa không ạ? Ở đây người ta đi lưới nè, đi rập nè, nói chung là nhiều nhiều ngành nghề lắm. Thì có người làm cái này, người làm cái kia, có người ta đi đi rập nè, có người đi lưới ghẹ nè, rồi đủ loại đó, có người ta quýnh lưới cá đói, rồi quýnh đi câu được nhiều lắm. Ở dưới đây thì làm nó ít tiền thiệt, mà cứ cuộc sống nó thoải mái. Cái cơ duyên đưa anh tới với nghề này và vì sao anh làm gắn bó với cái nghề nuôi hàu trên biển này ạ? Trước kia mình đi đi cào á, sống ở trên biển này, làm nghề biển này 20 năm rồi mà. Ở đó mình đi quýnh lưới ghẹ, nói chung làm đủ nghề hết á. Rồi sau này thì có duyên thì có ông anh, ổng mua bè này, rồi xong ổng giao cho mình làm, rồi xong rồi mình cũng để dành được một miếng, mình mua miếng bên kia nữa thì nó mới được gì thôi chứ. Khá thì không khá, mà nói chung ăn uống thì đầy đủ. Thì sáng ra thì thấy, thì vòng vòng đây nè, nó có người đi lấy cá mồi cho cá ăn, rồi có người thì ta buộc hàu, rồi có người bên kia thì nó làm đủ kiểu hết đó. Có người người ta làm hàu này, hàu rổ, rồi có người người ta ra hàu. Thì hàng ngày ở đây là nó vậy thôi, ngày nào nó cũng thế, không phiền tới ai hết á. Rất là yên bình ở đây đó, nãy giờ mấy cô thấy đó, khỏe, ở đây sống khỏe lắm. Đây tại vì mình yêu thích mà, cứ phái vậy á, trồng cây ớt hay là cây quế hay là cây gì đó cho có, đừng nhiều khi buồn buồn đó, cái đi tưới vòng vòng, đi vòng vòng coi gì đó. Nhiều giờ năm nay sau mưa xuống dông ghê lắm, dông bão ghê lắm. Mấy năm trước thì đến hổng đến đổi, mà năm nay sau mỗi lần mưa là dông. Dông ghê lắm, ở đây dông ở nhà làm rầm 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 vậy. Mà ở lớp nó cũng quen thôi, chứ người mới xuống sợ lắm. Một nhịp sống bình dị có từ lâu đời của những người dân làng Bè. Với họ sinh ra đã được chọn gắn với nghề nghiệp này. Làng đổi lên đên trên sông với biết bao câu chuyện thăng trầm. Dù có nhiều biến động, không ít người rời bỏ mảnh đất bồng bềnh này, nhưng cũng rất nhiều gia đình gắn bó qua bao thế hệ. Từ thời cha ông, những người dân chân chất mặn bồi giữa cái nắng quanh năm, nhưng luôn gắn kết nghĩa tình, giữ gìn một làng nghề truyền thống. Nói chung là ở ngoài này thì cái sáng mai thì sáng mai thích cái quang cảnh sáng mai với lại chiều tối. Rồi sáng mai thì nó mát không khí, nói chung ở ngoài này không khí nó trong lành, nó mát lắm. Trưa thì nó mới nắng thôi, chứ còn sáng chiều thì thích ở ngoài này. Ở đây thì mình ở đây là hoàn toàn là những dân tứ xứ. Tụ hợp về đây làm ăn thì nói chung anh chị em xung quanh bè nó cũng thân thiện lắm. Chẳng hạn như mình cũng ai thiếu về cái vấn đề gì, chẳng hạn như cái kinh nghiệm gì đấy, thì mình cũng có thể trao đổi. Rồi mình học hỏi lẫn nhau. Chiều lại thì nhà nào xong xuôi, ví dụ như cũng hú nhau rồi qua rồi trà cháo chuyện trò, thì cũng có khi hát hò nữa. Nói chung ở ngoài này thì cũng có văn nghệ, cũng để cho nó đỡ đi một cái ngày mình làm nó cũng mệt nhọc á. Sống cùng sông nước thiên nhiên và làm nên một nét văn hóa riêng cho làng Bè Long Sơn. Những người dân bấy đời gắn bó với nghề sông nước, dù đã trải qua không ít vất vả, thăng trầm, nhưng điều chắc chắn là họ chưa bao giờ nghĩ tới chuyện rời xa cuộc sống bình yên nơi đây. Bởi những cảnh vật quá đỗi thân thuộc, bởi cái nghĩa, cái tình đã thấm đẫm vào máu xương của họ.